Em mến chào tất cả cô chú chị đã trở lại với kênh của em nha. Thì Hà Nội tối nay sẽ đón chị luật sư Tiến Ngọc luôn chị. Đó thì chị cũng chia sẻ rằng á, chị luật sư Tiến Ngọc cũng đã chia sẻ, chị cũng chia sẻ cái câu chuyện mà của Hồng Loan. Đó thì quản tòa thôi kệ, giữ phong độ đi tòa chiều nay, chiều nay và tối nay bay hàng ngàn cây số. Thì cô chúng chị cũng đã biết chị chia sẻ như vậy á, thì tối nay chị sẽ bay cái chuyến bay là hàng ngàn km để ra Hà Nội để gặp Hồng Loan cho cái phiên tòa sáng nay. Sáng mai là ngày 24 tháng 7 của chị. Đó thì cái phiên tòa sáng mai thì ngày 24 tháng 7 thì cái phiên tòa đó là sẽ lấy lại cái bản quyền BH của ông Năm mà phía bên mẹ con bún bò, mẹ con ve đó đã từ lúc đầu á đã vào để cái bằng là tranh để cái bằng là giữ cái đám đó, rồi cái bằng là kêu BH đến để quay để sau này để lấy cái bản quyền của ông Năm luôn. Đó thì cô cũng chị cũng biết là Hà Nội đêm nay sẽ đón chị luật sư Tuyết Ngọc đó, trong đó thì cũng có Hồng Loan và chị Ni luôn, tất cả mọi người cũng chị cũng đã đến Hà Nội để lo một số công việc cho sáng ngày mai. Sáng ngày mai sẽ gặp ve tại tòa, gặp ve tại tòa để cái bằng là giải quyết cái câu chuyện là cái bản quyền của chị cô anh chị. Ngoài đó thì cũng có BH, BH Maria thì cũng sẽ đến đó để giữ cái phiên tòa đó. Thì phía bên ông tòa cũng sẽ có những cái biện pháp, người ta cũng sẽ kêu bằng là cũng sẽ giải quyết cho Hồng Loan trong cái đợt lần ba này. Không thể nào mà quản cái phiên tòa gì nữa cho con chị. Cái phiên tòa mà kêu bằng là ở ở thành phố thì chị luật sư Tiến Ngọc cũng chia sẻ rồi, nhưng mà tối nay Hà Nội sẽ đón chị luật sư Tiến Ngọc tại Hà Nội, tại vì chị cũng có một số công việc. Hồng Loan thì đi ngày hôm qua rồi đó, thì đi đã đi trước rồi con chị, đã đi trước chị luật sư rồi, chị luật sư sẽ đi sau bay ra ngoài đó để ngày mai là ngày 24 để dự cái phiên tòa tại cái bằng là tại phiên tòa của Hà Nội. Thì tất cả cô cũng chị cũng đã biết về cái vấn đề mà phía bên mẹ con bún bò, mẹ con ve đó, cô cháu gái sẽ có tiếp tiếp nhận và sẽ có đối mặt với Hồng Loan tại tòa nữa hay không. Đó thì một cái câu chuyện mà em không biết là có đối mặt không, nhưng mà cái câu chuyện mà lần thứ ba này nếu như mà không đối diện trước mặt của đối diện với nhau đó để giải quyết câu chuyện mà cái bản quyền đó, thì em nghĩ chắc chắn là phía bên tòa án người ta cũng sẽ giải quyết. Tại vì lần này là lần thứ ba rồi cũng chị, lần thứ ba mà con ve mà cái bằng nó vắng mặt tại tòa, vắng mặt tại tòa đó con chị. Đó thì có một cái một cái một cái nhận một cái nhận xét của chị tại tòa, một cái nhận xét tại phiên tòa, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp của bà vắng mặt tại tại lần thứ hai không có lý do. Đó thì cô chú chị cứ suy nghĩ đi, vắng mặt lần thứ hai mà không có lý do thì chắc chắn lần thứ ba này cũng sẽ có mặt, chứ làm sao mà chạy đâu cho thoát được. Lần thứ hai là vắng mặt là không có lý do rồi đó, thì theo như mà những cái biên bản mà của phía bên tòa án người ta cũng cung cấp và chia sẻ rằng đó, đó thì phía bên ve là vắng mặt lần thứ hai không có lý do, thì lần thứ ba này làm sao mà vắng mặt được, cũng sẽ đối diện thôi, cũng sẽ trả lại cái bản quyền cho Hồng Loan và kêu bằng là trả lại 89 triệu cái tiền mà kêu bằng là tiền của phía bên bản quyền BH đó, nó cũng đã kêu bằng là cái bản quyền đó đó, cái tiền bản quyền của ông Năm đó. Đó thì phía bên BH cũng đã chồng cho phía bên cô cháu gái này rồi. Trong một năm mấy 2 năm nay đó thì cô cũng chị cũng thấy trong một năm mấy 2 năm nay thì con ve nó cũng đã nó cũng đã giữ cái bản quyền của ông Năm, và nó cũng đã lợi dụng vào cái bản quyền của ông Năm để nó làm thế này thế kia với những anh em, thì chắc chắn Hồng Loan cũng sẽ lấy lại được những cái bản quyền, những cái gì thuộc về Hồng Loan và thuộc về ba của mình, những của chị đó. Thì tất cả mọi người cũng biết, ai cũng muốn chờ đợi cái ngày đó, chờ đợi cái ngày mà cái bằng là cái ngày ve, cái bằng là ve sẽ đối mặt với phía bên vừa Hồng Loan mà phía bên vừa BH, và sẽ đối mặt với tất cả mọi người, tất cả anh em, tất cả cô chú chị, cái gì cũng vậy của chị ơi. Thì chắc chắn là ve sẽ đối mặt một mình thôi, cùng với luật sư của nó thôi, chứ ngoài ra bà Sáu chắc chắn em nghĩ chắc chắn cũng không có đi đi theo đâu, mà cho dù đi theo đâu mà đó cũng chẳng làm được cái gì, ở đằng sau ủng hộ thì cũng chỉ có những cái mà cái bằng là chửi bới Hồng Loan, là cái bằng là quảnh mặt làm ngơ rồi hít khuấy thôi, chứ làm sao mà làm được cái gì cũng vậy, không có làm được cái gì đâu, cũng chỉ một mình con ve đi thôi.
và phía bên luật sư nó ra ngoài đó con chị, chứ chẳng có làm được cái gì và cũng chẳng có muốn, cũng chẳng có thấy hay là kêu bằng là nhìn hoặc là kêu bằng là xem cái bản quyền của ông Năm được con chị, không thể nào xem được, không thể nào mà xem được những cái hồ sơ của gì, những cái hồ sơ mà của Hồng Loan mà kêu bằng là lấy cái bản quyền đó, hồ sơ đó làm sao mà xem được, Hồng Loan và tất cả luật sư đồ với chị Ni rồi đó làm sao mà xem được cái gì đó. Thì bây giờ thì Hà Nội đêm nay sẽ đón tiếp chị luật sư Tuyết Ngọc tại tòa án của ngày mai đó, thì sẽ tại tòa án của Hà Nội cũng sẽ có chị luật sư Tuyết Ngọc và chị Ni và Hồng Loan. Thì em nghĩ cái chuyến mà khi bằng là cái chuyến mà cái bằng cái chuyến sải bay lần này đó thì em nghĩ chắc chắn sẽ thành công. Còn phía bên mà đạo diễn những người mà cái bằng là quay xe đó nói rằng đó cho dù mà cái bằng là phía bên con ve đó nó có thua cái bản quyền đi chăng nữa thì cũng là cái chuyện bình thường, tại vì ngày xưa cũng có con ve nó nhúng tay vào cái bản quyền đó cho nên là mới giữ được cái bản quyền của Năm tới bây giờ. Ủa ngày xưa ai mượn nhúng tay vô con chị, đâu có ai mượn nhúng tay vô cái bản quyền của Năm đâu, cũng tự nó nhúng tay vô, cũng tự nó nhúng tay thì cũng tự nó làm thôi, nó cũng có thừa hưởng vào cái quyền lợi của nó trong đó nó mới làm với chị, chứ tự nhiên công không ai mà làm, không ai mà làm. Cái bản quyền của ông Năm là từ ngày xưa tới giờ cũng chỉ có Hồng Loan của chị, nó nói là bây giờ là cho dù thua hay là thắng đi chăng nữa thì nó cũng sẽ lấy lại cái danh dự mà suốt bao nhiêu năm nay mà cộng đồng mạng tẩy chay, cộng đồng mạng chửi bới nó, lấy lại cái danh dự mà em cũng chẳng biết là danh dự gì trong này mà nó lấy lại của chị, em cũng chẳng biết là danh dự gì đâu, không có danh dự gì trong này đâu á, từ ngày xưa tới giờ cái con này là thật sự là cô cũng không biết nữa danh dự gì nữa. Nhà của ông ta thì nó vô nó giành mà kêu mà lấy danh dự mà cũng chẳng có danh dự nào cho nó để nó lấy đâu, nó cho chị chẳng cái gì lấy đâu á. Nó thì bây giờ mẹ con nó bây giờ thì nói chung là cũng nháo nhào lên vì cái bản quyền, một khi mà thua rồi đó, một khi mà thua về cái bản quyền đó thì chắc chắn sẽ thua lần 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 dài 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 sẽ thua, tại tòa án thành phố cũng sẽ thua thôi chứ ngoài ra làm sao thắng được. Những cái gì hồ sơ của Hồng Loan hiện tại bây giờ cũng đã hợp pháp và tất cả cô chú chị cũng biết rằng Hồng Loan làm biết bao nhiêu đi ra tòa án cũng giữ biết bao nhiêu lần ở tòa án của Hà Nội 2 lần, thì phía bên công ve cũng nhấn mặt và ở thành phố cũng vậy đó, cũng đã ra để kêu bằng là hòa giải rồi, nhưng mà tới bây giờ mẹ con nó cũng kêu bằng là cũng trơ trơ, cũng muốn lấy những cái chữ ký hay gì đó muốn là kêu bằng là hòa giải tiếp tục. Thì mẹ con nó hòa giải cũng biết là đồng sở hữu thôi, ngày xưa thì ngày xưa thì đồng sở hữu, còn bây giờ là muốn lấy thẳng luôn lấy lại những cái gì mà của ông Năm đó, của ông Năm mà cái bằng để lại trong lon đó, của tài sản của cha của ông ta để lại cho con mà vô nó lấy được cái gì cũng vậy. Thì bây giờ cái bản quyền là cái mà kêu bằng đó là Hồng Loan sẽ nhận lại được, Hồng Loan sẽ nhận lại được cái bản quyền, không thể nào mà kêu bằng là để cho phía bên cô cháu gái này mà lấy cái bản quyền được cái gì. Ngày xưa thì cô cháu gái này đang giữ cái bản quyền của ông Năm cũng đã đánh gậy những anh em rất là nhiều, quay về cái bài hát mà cái bằng đó là cái bài hát của nhớ cha của Hồng Loan rồi đó, ca những cái bài ca đó thì anh em quay chia sẻ thì nó cũng đã đánh đánh sập tất cả các kênh của anh em. Thì cô chú chị cũng biết cái bản chất của nó là cái bằng là cái bản chất cái bằng là xấu xa mà, cho nên nó mới làm như vậy thôi. Còn Hồng Loan nhớ cha thì nó cũng lên nó nói là bây giờ đi đâu về cũng nhớ cha, ủa người ta nhớ cha của người ta thì người ta có quyền cái gì cũng vậy. Em nghĩ rằng là ngày mai ngày 24 tháng 7 thì Hồng Loan sẽ đối mặt với mẹ con của đối mặt với con ve đó, đối mặt với ve tại tòa án của Hà Nội để giải quyết bản quyền cho nó rõ ràng không chị, để cho đừng có cái bằng là phía bên cô cháu gái này hóng mắt nữa. Lần đầu tiên là Hồng Loan sẽ lấy lại cái bản quyền và từ từ Hồng Loan cũng sẽ ra tòa để đối mặt đối diện với mẹ con bún bò tại kêu bằng là tại tại tòa án thành phố để giải quyết cho nó rõ ràng cái câu chuyện này. Thì một lần nữa em cũng cảm ơn tất cả cô chú chị rất nhiều đã vào cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký. Em hẹn gặp cô chú chị ở cái video tiếp theo nha. Chào cả nhà ơi, cả nhà nha.